Đây là Tết đèn LED Nanlai Puja 300. Wow. Anh chỉ ra thử cái máy lạnh chưa? Ra ra ngoài máy lạnh luôn á. Wow. Sáng trưng luôn á. Bật lên cái này cả giống như phòng hùng phòng tối luôn á. Cái này là đèn LED 5300, nó sẽ nhỏ hơn cái 500 một chút. Và cái tính năng của nó hồi giờ em làm cái này nó đang chạy. Cái này có thể gắn được cái cục telephone luôn. Và đang chạy có cái lần gắn rồi xài giống như vậy. Bên đây là cái bộ điều khiển 5300. Cái này mình sao? Ở đây là cục adapter, thì cục adapter điện nó sẽ nhỏ hơn cái của Puja 500. Puja 500 thì nó dài hơn. Để mà chịu cái công suất cao hơn. Nó cái quạt nó đang chạy đó, bây giờ mà đó là em.